第三百六十六天 liú 嫂嫂 ú l m 我才第一次吃呢。我才第一次吃呢。 我才得以此之呢。我才得以此之呢。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. thuận theo con đường này 顺着这条路. trở rơm rơm lũ. Cảm giác tay rất tốt

đi trả tiền. Chuy phủ chén. Người Đài Loan. Thái Loan Rấn. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền. Không có việc gì, không sao. Mấy giờ, Mười phút. Sứ yên tâm sẽ không hối hận đâu Phẳng xin bú hơi khẩu khuẩn tợ. càng nhiều càng tốt ưu tua ưu khảo buôn bán tốt nhé buôn bán tốt ạ à. khó mãi sẽ còn đến mà 还会来的。虚 b 得留着肚子。分过气。我的份儿。还烦难。还抱怨。安 s rồi。吃光了。 ngày trước ăn nhiều rồi. 以前吃多了. <trạc> <trạc> <trạc>